đi nha. À, xin được cảm ơn hội đồng và lãnh đạo điều và xin được mời Trần Quốc Anh lên nhận xét. Vâng, Trần Quốc có nhận xét của lời vũ dòng hát của bạn Violet như sau. Trang phục rất đẹp, phong cách biểu diễn thì ok, nhưng mà cái phần giọng hát thì chắc mấy ngày nay mưa bão quá, rồi bạn chắc bị cảm và viêm họng hay sao, lên không dám lên, xuống cũng không dám xuống. Cố gắng lần sau nha bạn nha.